Này lên cho anh em một siêu phẩm nha, đó chính là cái bộ gập gương lên kính tự động cho Fortuner Legender. Cái chức năng mà chúng ta bước xuống xe, chúng ta quên gập gương, quên lên kính, xe tự động á, thì chúng ta quá quen thuộc rồi. Còn có rất nhiều chức năng giống như chúng ta bấm lóc nè, chúng ta điều khiển nè, thì xe nó sẽ tự động gập gương lên kính cho mình nè. Có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển qua chìa khóa zin của mình luôn. Nó thuận tiện cực kỳ ha anh em ha. Có là nhiều khi chúng ta xe mình để đó, mình lại muốn mở kính lên xuống, hạ kính lên, hạ kính xuống, mở gương ra, mở gương vô á, để có thể làm thông thoáng xe của mình nè, làm thông thoáng hơi trong xe, làm mát xe, hoặc là đẩy bớt cái gió độc khí độc ra, thì chúng ta sẽ điều khiển bằng chìa khóa luôn. Ví dụ như đây chúng ta bấm mở khóa mở là sẽ tự hạ kính nè, hạ kính rồi tự mở gương ra cho mình. Để ví dụ chiếc xe chúng ta để ngoài nắng nóng thì chúng ta bấm vào cái này để chúng ta hạ kính trước khi chúng ta bước lên xe, tầm khoảng 3-5 phút gì đó, thì chiếc xe nó thoáng ra cực kỳ, mình lên xe nó mát mẻ, nó đỡ bị ngợp, đỡ bị gọi là khó chịu cho mình. Tại vì cái xe mà để ngoài nắng mấy chục độ, giống như anh em mình dùng mùa hè này nóng ở ngoài trời nóng, mà ở trong xe nó sẽ nóng hơn gấp mấy lần ở ngoài trời nữa, mà đặc biệt là trong xe nó nóng nực và nó cái hộp sắt như vậy á, nó sẽ rất nguy hiểm nha, tại vì nó sinh ra rất nhiều khí thải khí độc như anh em ha. Cái sản phẩm này sẽ bảo vệ sức khỏe anh em mình cực kỳ. Ngoài cái việc mà chống trộm chống mưa, để chúng ta chống việc mà chúng ta quên gập gương lên kính, thì chúng ta để xe đó mưa nó ướt vô hết xe của mình, hoặc là ăn trộm lấy hết đồ của mình, thì nó có thêm cái chức năng là hạ kính 3 cm hoặc hạ kính toàn phần để cho chúng ta đẩy hết khí độc ra. Anh em quan tâm thì gọi ngay nha anh em,